Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay bên em này có làm cắt và cung cấp cái miếng gỗ lồng mức nền trắng để cho các anh chị và các bạn vẽ tranh vít lửa và để trang trí những cái dạng gỗ deco tự nhiên. Thì đây là cho em làm đây. Cái gỗ này thì được em cắt ra và đã được đi phơi những miếng nào mà nó nứt thì em đã loại bỏ rồi, nứt và nó cong loại bỏ rồi, còn những miếng như vậy bây giờ dạ trà sau năm phơi lần hai nè. Đây đi một vòng tham quan thử ha. Gỗ của em là không có qua trung gian nào hết nha, không em không phải là mua đi bán lại đâu, bên em tự cắt tự làm tự gia công luôn. Đây gỗ em đang phơi đây. Đây cái miếng này là chưa trà nè. Miếng này là chưa trà nè. Nó còn thô. Miếng này là trà rồi nè. Trà rồi nhưng mà mới trà thô thôi. Còn mấy miếng nào mà không chịu được cái nứt nè. Đây phôi gỗ em nó còn nhiều lắm. Đây là mấy cái phôi gỗ lớn. Mặt này lớn quá nên có khách đặt thì em mới cắt. Gỗ lồng mức. Cái số lượng hàng thì em cung cấp là một tuần có khả năng của em lên hết sức tối đa là khoảng 1.000 miếng nha anh chị. Đây em đang phơi. Và ngoài ra thì ngoài cái gỗ này em còn rất là nhiều cái loại gỗ khác nữa. Như xa xị, gỗ hương, gỗ đỏ. Đây, những cái phôi em cắt em liên tục đây. Thì anh chị mua cái kích thước nào thì cứ báo với em. Mặt cứ khoảng 40, mặt 40 cho đến mặt từ 40 cho đến từ 18 đến 40. Mặt nhỏ hơn là phải đặt riêng nha. Mặt đó nhỏ hơn em ít cắt lắm. Đây. Để cho anh chị và các bạn xem thì lúc công đoạn chờ nhám này. Để ra một sản phẩm này thì rất nhiều công đoạn, cắt ra, xẻ rồi phơi khô vô trà và phơi lại lần nữa. Bên em là bán sỉ nha, chứ em không bán lẻ đâu. Anh chị nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em sẽ báo giá. Bởi vì gỗ nó nhiều cái thước khác nhau lắm, mình không có thể nào mình báo giá một lúc mà hết tất cả những thước được. Mấy tấm này hiện tại là bên em là mặt lớn nhất là 40 nha anh chị nha. Còn mặt nhỏ nhất bên em là hiện tại đang là 18, 17, 18. Tấm này là 18. 18 nhân khoảng 22, 23 vậy. Còn ai muốn đặt riêng hình hài cắt kiểu nào, cắt hình sắt lát, cắt hình tròn thì cứ, nếu mà đặt riêng thì cứ alo cho em. Em sẽ có gỗ em cắt luôn cho anh chị. Mà cắt trong thời gian cắt và sấy khô, phơi khô nó thì có khoảng nằm tầm 1 tuần cho đến 10 ngày mới lấy được nha. Chứ gỗ em là không phải đặt là có liền đâu. Như cái lô hàng này là khách đã bốc hết rồi. Này là em quay lên thôi. Còn em đang chuẩn bị cắt lại lô nữa. Cái hàng kia thì đây. Cái hàng này là em chuẩn bị cắt đây. Đây mấy tấm mấy cục này nè, mấy cục phía trong này nè. Cục ngoài đây to, nói mấy cục phía trong này em chỉ bị cắt này. Cục này cũng bự ạ. Cục này bự á. Xin chào các anh chị nhé. Ai mua hàng thì cứ liên hệ với em.